Cuốn sách Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa dù phải đến ngày 31 tháng 7 mới xuất bản, nhưng ở Mỹ, cuốn tiểu thuyết này đã trở thành cuốn sách ăn khách nhất, bestseller do quá đông độc giả săn đón. 9 năm sau khi xuất bản cuốn cuối cùng trong bộ 7 cuốn Harry Potter, bộ truyện này lại làm mưa làm gió ở Mỹ khi cuốn sách Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa trở thành cuốn sách được đặt hàng nhiều nhất. Phải đến ngày 31 tháng 7, độc giả mới có thể chạm tay đến cuốn sách này. Trước đó một ngày, tức ngày 30 tháng 7 tại Anh, vở kịch cùng tên sẽ được công diễn. Bối cảnh của vở kịch là cuốn tiểu thuyết thứ 8 lấy bối cảnh 19 năm sau khi Harry Potter trở thành một nhân viên mẫn cán của bộ pháp thuật và đã có 3 đứa con. Nhà xuất bản Barnes & Noble không cung cấp thông tin doanh số, nhưng tiết lộ rằng đây có thể là cuốn sách bán chạy nhất năm 2016. Nhiều tiệm sách ở khắp nước Mỹ cũng đã lên kế hoạch tổ chức tiệc nửa đêm để chào mừng sự ra đời của cuốn tiểu thuyết thứ 8. Trên Amazon, cuốn sách hiện là sách được đặt hàng nhiều nhất, kể cả phiên bản e-book trên Kindle. Mặt khác, tác giả J.K. Rowling cũng đã đồng ý sẽ xuất bản kịch bản của vở kịch để người hâm mộ dù không thể xem vở kịch ở London cũng có thể nắm cốt truyện.